Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video của Epic Guy Entertainment. Và trong video trước mình đã hướng dẫn các bạn thu âm audio với phần mềm GarageBand thông qua Audio Interface. Thu âm audio tức là chúng ta thu âm bằng dây line 6 ly, chúng ta thu âm bằng microphone của chúng ta đó. Và trong video này thì chúng ta sẽ sử dụng các nhạc cụ ảo, tức là nhạc cụ không có thật, những bộ thư điện không có thật ở trong GarageBand để chúng ta hòa thanh phối khí. Và bây giờ chúng ta sẽ vào video thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ khởi động GarageBand lên. Sau khi khởi động GarageBand lên, thường thường nó sẽ mở lại các dự án cũ của chúng ta và nó sẽ hỏi có kết nối cái giao diện âm thanh, tức là Audio Interface. Như trong video trước thì mình đã kết nối cái MacBook của mình với Audio Interface. Và tương tự như thế, ở trong video này mình cũng đã kết nối cái MacBook của mình với Audio Interface, đó chính là UR24C. Và mình có kết nối nó với cả cái tai nghe headphone này. Tất nhiên là đối với việc mà chúng ta chỉ cần làm hòa thanh phối khí soạn nhạc thì không nhất thiết các bạn phải sử dụng cái Audio Interface. Nhưng mà để chuẩn chỉ thì mình sẽ sử dụng Audio Interface để sử dụng. Và ở đây nó sẽ ấn OK để chúng ta tiếp tục sử dụng cái Audio Interface đó, tức là cái UR24C của mình. Và chúng ta sẽ tắt cái dự án cũ của mình hôm trước thu âm với các bạn đi. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo một dự án mới, một dự án rỗng. Và tất nhiên tôi có một vấn đề ở đây là nếu các bạn sử dụng nhạc cụ ảo thì tất nhiên ở đây cũng có các mẫu dự án về nhạc cụ ảo, tức là người ta đã căn chỉnh tiếng này, người ta đã mixing rồi, người ta đã nhét những nhạc cụ ảo theo dòng nhạc, theo cái kiểu bạn cần. Vì thế là đôi khi việc mà chúng ta sử dụng template nó cũng sẽ phù hợp với một số bạn mà mong muốn cái điều phát triển nó nhanh hơn. Còn đối với mình thì vẫn là chuẩn chỉ như cũ, đó chính là chúng ta sẽ tạo dự án rỗng, tức là dự án nó bên trong nó không có cái gì cả. Và chúng ta đặt tempo, tempo tức là nhịp của bài hát đó, tốc độ của bài hát, nhịp nhanh chậm hay không. Ở đây tiếp tục mình sẽ chọn là dòng la thứ, đô trưởng và la thứ thì nó tương đồng với nhau, nhưng mà nó khác nhau là đô trưởng nó vui còn la thứ nó hơi buồn. Chính vì thế là việc mà chúng ta chọn trưởng thứ ngay từ ban đầu nó sẽ giúp cái khóa nhạc, tức là cái vòng scale của chúng ta chuẩn. Ngoài ra thì nếu ví dụ như là đối với những người mà nhạc đi kém như mình thì la trưởng và đô thứ thì chúng ta sẽ dễ viết MIDI hơn, soạn nhạc hơn. Nhịp 44 là nhịp dễ nhất rồi, tempo 100 thì nó khá chậm. Và ở đây kết nối với thiết bị âm thanh, đó chính là UR24C, và ấn nút chọn để tạo một dự án. Khi chúng ta chọn dự án thì lúc đầu nó sẽ hỏi các bạn là các bạn sẽ tạo track mới là track kiểu gì, tức là cái rãnh làm việc của bạn điều gì. Thì như ở trong video trước chúng ta đã làm việc với guitar và bass đúng không ạ, để thu âm thanh, hoặc là chúng ta sử dụng microphone để chúng ta thu âm giọng hát, giọng nói của chúng ta, thì chúng ta sẽ chọn những cái này. Thì chúng ta chọn những cái này thì nó sẽ làm thế nào, nó sẽ cài đặt sẵn cho các bạn các setting, ví dụ như là các cái setting liên quan đến mixing và một số các cái cài đặt có sẵn đó, về kiểu như vậy. Nhưng còn ở trong video này chúng ta sẽ dùng nhạc cụ ảo, thì có hai loại nhạc cụ ảo mà các bạn cần quan tâm, đó chính là drummer, tức là một bộ chống loop để các bạn tiến hành white song. Nó không phải là một bộ trống nó quá chi tiết nhưng mà nó giúp các bạn sáng tác ca khúc nó rất là dễ. Rồi tiếp theo đó chính là chúng ta sẽ có một cái nhạc cụ ảo dạng MIDI. MIDI tức là bạn sẽ sử dụng cái MIDI controller của bạn kết nối thông qua cổng Type-C, thông qua cổng USB ấy, đây là ghi là MIDI USB để chơi thay vì chúng ta dùng bàn phím. Nhưng mà trong video này mình sẽ hướng các bạn sử dụng cái bàn phím trên cái MacBook của chúng ta, tức là chúng ta không sử dụng MIDI controller mà chúng ta sử dụng bàn phím của máy tính của chúng ta để chúng ta sử dụng. Và chúng ta giao diện âm thanh tức là UR24C ở đây rồi. OK, chúng ta sẽ tạo một bộ trống nhá. Ở đây chúng ta sẽ chọn được bộ trống này và chúng ta tạo này, tạo bộ trống. Thì bộ trống này là gì, các bạn đã nhìn thấy đây là bộ loop. Bộ loop là gì? Đây là một cái máy nó phát hiện ra là bạn sẽ chọn theo thứ nhất là dòng nhạc gì ở đây. Đó, dòng nhạc gì và tiết tấu ra sao, tiết tấu theo nhịp Ari, tiết tấu theo nhịp Neo, tiết tấu theo nhịp Motown và sao tiếng như thế nào, để và sao tiếng như thế nào. OK, và để ẩn hiện cái này thì các bạn thể chọn phần này nhá. Ẩn hiện cái này bạn chọn lần này. OK, ẩn hiện này, thư viện của nó đúng không ạ? Đoán chơi cho phần này. Và khi mình play này các bạn nhìn này, mình chọn dòng khác đi. Đấy, dòng khác, âm thanh khác, tiết tấu khác đúng không ạ? Hard rock, hip hop chẳng hạn, bộ gõ đi, Latin. Cái này là gọi là bộ loop, nó sẽ phát hiện ra bộ loop đó và bồi thêm lốt ít lốt cho bộ loop này, rất phù hợp cho các bạn sáng tạo âm nhạc nhá các bạn nhá. OK, bạn có thể thấy là vòng phát nhạc của chúng ta nó sẽ vượt ra ngoài, vì thế là bạn bật chức năng loop, tức là chức năng chạy vòng lặp của chúng ta lên. Và hãy kéo cái vòng lặp này lên 8 khuôn này, bạn phải bật tắt nó ở đây nhá nếu các bạn quên. Rồi chúng ta có thể ấn nút lùi, tức là ấn nút nhỏ hơn ấy, để đưa nó về đầu, hoặc là cũng chẳng cần phải đưa nó về đầu, bạn nhấn play là nó sẽ chạy vòng lặp thôi. Ấn cách đó, ấn nút cách hoặc là play ở đây, và bạn sẽ chọn nhịp bạn thích. Ví dụ như là mình chọn nhịp, thì đây chính là cái phần thư viện tiếng của cái nhạc cụ này, của nhạc cụ RAM này. Mình có thể đổi tên là RAM này, Kiss. Đó,
Còn phần ở dưới này là sao? Phần dưới này là khi các bạn bật tắt cái này lên, đúng không ạ? Bật tắt cái này lên, hoặc là bạn pick loop vào cái này, nó sẽ hiện ra một cái drummer. Đây, bạn bật tắt này. Mình sẽ ẩn cái phần thư viện này đi nhé, để cho bạn nhìn dễ hơn. Thì drummer chính là cái trình phát của cái nhạc cụ ảo đó. Đó. Còn cái phần bên cạnh này là smart control. Như các bạn biết, smart control chính là phần để chúng ta tiến hành mixing với cả cái nhạc cụ ảo này, như là rack này, với cả cái chính, tức là ở trong masterboard của chúng ta như nào. Đó. Và trong phần master control này thì tất nhiên các bạn kéo này lên, bạn nhìn thấy ở dưới này, đó chính là một cái bàn mixer, đúng không ạ? Để điều khiển là xem tiếng kick lớn bao nhiêu, tiếng snare lớn bao nhiêu, tiếng hi-hat lớn bao nhiêu, tom lớn bao nhiêu, percussion lớn bao nhiêu, và chúng ta có hiệu ứng cắt EQ. Tất nhiên là phần này nó liên quan đến trình cắm ở đây, bạn nhìn thấy ở đây. Đó. Ví dụ trình cắm ở đây, mình tắt cái phần compressor đi. Mình xóa phần compressor đi như này, không có compressor đi như này. Đấy, bạn ấy thấy cái tất cả nó bị thu gọn ạ. Hay nói khác là cái bản điều khiển này là bản điều khiển rút gọn khi chúng ta thêm các trình cắm này. Đó. Thêm cái trình cắm này, không có trình cắm. Còn cái nguyên sơ cơ bản của nó là gì? Đây. Cái nguyên sơ cơ bản của nó chính là cái của cái sample này. Đó. Cái điều khiển của cái sample này, hay là mỗi cái này khác nhau nhá. Khi bạn chọn cái, đây, mình sẽ chọn cái nhạc cụ khác. Đây, mình sẽ chọn bộ kit chẳng hạn. Tiếp tục, đúng không ạ? Nó thay đổi. Đó. Thì tiếng nó lại khác các bạn nhé. Và ok, mình sẽ Ctrl Z hoàn tất bản vá. Ctrl Z về cái cũ vừa nãy mình đã thấy cái tiếng kia khá ok hip hop rồi đấy. Nó cũng điện tử các kiểu. Rồi, tơ vào, thu vào. Thì đây đó chính là phần mixing của chúng ta. Và trong phần mixing này sẽ có độ nhạy của bàn phím, tức là khi chúng ta đánh keyboard nó có nhạy hay không. Và chúng ta sẽ có liên quan đến tiếng vang. Tiếng vang này thì liên quan phần mixing. Mình tắt bật đi, các bạn thể nhìn thấy là một số chức năng nó sẽ ẩn đi hiện lên. Đấy, tắt đi bật lên, tắt đi bật lên. Và cái này thì liên quan đến phần mixing và liên quan đến phần đấy mình sẽ nói là tại sao chúng ta sử dụng cái này và không sử dụng cái này, để chúng ta có thể dễ dàng biết cách chúng ta làm việc hơn. Rồi, chúng ta sẽ có phần mà chúng ta cần quan tâm nhất, đó chính là phần bên cạnh này. Đó chính là phần công cụ nhạc cụ ảo của chúng ta. Đó, công cụ nhạc cụ ảo của chúng ta. Thì trong công cụ nhạc cụ ảo chúng ta sẽ có 3 phần, 4 phần mà các bạn nhìn thấy. Phần đầu tiên đó chính là cái phách nhịp của chúng nó như nào. Ví dụ nhá, mình đổi đây. Đó, bạn sẽ nghe thấy là nhịp phách nó khác đi. Đó, cũng là nhịp đấy nhá. Nhưng mà cái cách đánh này, cái cách bố trí nhạc cụ này, cái tiết tấu của nó cũng thay đổi. Và bạn có thể sử dụng cái này để thay đổi tiết tấu. Ở đây nó sẽ có đơn giản này, phức tạp này, nhỏ to. Nhỏ ví dụ như là bạn cũng muốn chơi nhạc cụ như kiểu này, bạn muốn nhỏ đi. Đấy, bạn muốn toàn bộ tổng thể nó to lên. Đây là bộ bộ phát loop, tức là bộ phát vòng lặp. Mình muốn đánh đơn giản thôi, hoặc là mình muốn đánh phức tạp lên. Mình đánh đơn giản và to nhé. Đó. Thì cái này rất phù hợp cho các bạn làm thế nào sáng tác ca khúc. Tất nhiên là như bạn thấy là nó chỉ có một cái vòng loop cơ bản thôi. Thì nếu mà các bạn chuyển sang phần chuyên nghiệp ấy, thì các bạn sẽ tự soạn trống cho chính bản thân mình. Chuyên nghiệp thường thường sẽ tự soạn trống cho bản thân mình. Đó. Còn đối với những bạn mới tập sáng tác hay bắt đầu sáng tác, các bạn luôn hỏi là lên sáng tác bắt đầu từ đâu, thì mình nghĩ là đơn giản nhất bắt đầu nhịp. Nhịp càng đơn giản thì càng tốt. Ok, ở phần bên này nó sẽ liên quan đến cái việc là bạn sẽ sử dụng cái nhạc cụ gì trong bộ trống đấy. Thì vì trong bộ trống của chúng ta có trống kick này, trống kick đúng không ạ, trống snare, trống hi-hat đúng không ạ. Chúng ta bật tắt nó đi. Đấy bạn này, bật tắt đi. Thì khi tắt nó đi, bạn này nhìn thấy không, cái này nó cũng chỉ có, và chúng ta thay bằng cái khác cũng được. Ví dụ đây, ví dụ đấy, mình muốn thay bằng lá nào đó, mình muốn vỗ tay. Ở đây mình sẽ để sập xòe và mình có thể là tăng tiết tấu nó lên, giảm tiết tấu nó đi, tăng tiết tấu lên, giảm tiết tấu đi. Cái phần hỗ trợ này chính là thế nào nhỉ? Cái bộ trống đôi khi nó đánh đơn giản quá, nó thiếu cái tính chất. Thì khi chúng ta tăng cái sự bổ trợ lên thì nó sẽ thêm những cái đoạn, những cái như các bạn, ví dụ bạn nghe này, nó thêm những cái phần fill cho các bạn vào, giảm đi này. Đó, bạn nhìn không? Rất mỏng. Thêm những cái tiết tấu, thêm độ nhả nhịp. Ở phần này nó móc là khi bạn đánh nhạc thì
Thì phần móc này là gì? Phần móc này sẽ liên quan đến cái phần bổ trợ của chúng ta, tức là cái lốt chèm vào thêm vào của nó nhiều hay nó ít như thế nào. Ví dụ mình đỏ để là nhỏ nhất này, bạn nhìn thấy cái phần fill của mình này và phần chèn vào, phần fill dễ nghe nhất đấy, thúc ra tập 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 đúng không? Đẩy lên này. Đó, nó thay đổi đúng không ạ? Thì cái này để cho mình tùy chỉnh. Thì đây là một bộ nhạc cụ gọi là loop sample rất đơn giản để các bạn có thể tập sáng tác nhạc một cách đơn giản nhất. Rồi đó là một bộ trống ảo của nó. Thì bây giờ chúng ta đến phần tiếp theo, đó chính là chúng ta sẽ tạo một cái nhạc cụ MIDI như vừa nãy ạ. Bây giờ chúng ta ấn thêm rãnh này, bạn ấn nút cộng ở đây nhá, hoặc bạn mở chuột phải ở đây, bạn có thể thêm rãnh mới vào đây đó, thêm rãnh nhạc cụ ảo mới hoặc trên rãnh RAM mới, âm thanh mới, cấu hình để rãnh. Thì ở đây mình có thể dọn dấu cộng ở đây nhá, chỗ nào bạn cũng có thể chọn được, và MIDI ảo ở đây và ở nốt tạo. Thì MIDI ở đây nó sẽ là dạng MIDI, ở đây nó cũng tương tự như thế, nó sẽ có các cái nhạc cụ của chúng ta đó, nhạc cụ chúng ta nhá. Và tương tự như bộ trống kia thì nó sẽ có thư viện tiếng riêng như kiểu piano, giả dụ như là mình muốn một cái tiếng piano là Steinway to Heaven ở đây đó. Thì cũng tương tự như thế, ở trong phần rãnh này nó sẽ có các phần nữa sample của nó này, liên quan đến các cài đặt như kiểu EQCOM với cả tab, người ta đã cài đặt sẵn cho mình cái phần mixing rồi đấy. Rồi ở đây nó sẽ có các phần tiếng vang, tiếng viết thì mình cũng bỏ bớt đi, cái này mình sẽ nói sau. Ở đây có các phần điều khiển cho nó và mỗi một nhạc cụ nhá. Bây giờ ở đây khi bạn chọn nhạc cụ khác, nó sẽ thay đổi cái phần điều khiển của cái nhạc cụ đó, tức là mỗi nhạc cụ nó sẽ có phần điều khiển riêng, và để sử dụng tốt các nhạc cụ thì các bạn cần phải học cái nhạc cụ đó. Ok, thì ở đây bật tắt như này, Smart Control này, ở đây đó có phần edit. Edit này chính là phần edit MIDI, tức là phần viết nốt nhạc MIDI của chúng ta lên. Tuy nhiên là khi các bạn lướt nhạc, bạn thấy đây đó, đây là tiếng của nó nhá, bạn có thể chọn một tiếng khác nếu như bạn cảm thấy cái tiếng này không thích lắm. Ok, thì đây là chia thành hai phần rất là rõ ràng, một phần là để các bạn mixing và một phần để các bạn edit giống như cái phần RAM thôi, nhưng edit ở đây chính là phần edit MIDI của chúng ta. Trong phần edit MIDI này của chúng ta thì chúng ta để cái này gọi là piano roll. Tuy nhiên là piano roll thì hơi lòng vòng, có một cái công cụ hỗ trợ các bạn thay vì các bạn sử dụng cái đấy, bạn bằng cách là bạn chọn cái phần bạn vào phần cửa sổ, bạn sẽ hiển thị bàn phím hoặc gõ nhạc nhé. Bàn phím là gì? Bàn phím tức là khi bạn kết nối với MIDI controller, bạn kết nối với MIDI controller, bạn sẽ ấn vào đây. Nhưng ở đây phần gõ nhịp là như này đấy, gõ nhịp là gì? Nó sẽ sử dụng cái bàn phím của cái MacBook của bạn đúng không ạ, bàn phím nhạc của bạn sắp xếp thứ tự mọi thứ rất bình thường đó. Theo bàn nhịp, ví dụ như A là Đô, S là Dê, Mi, Fa, Son, La, Si, Do. Đó. Và ở đây chúng ta có thể là tăng giảm quãng 8 bằng cách là chúng ta ấn nút Z giảm xuống một quãng. Bạn thấy là C1 đây, tăng lên bằng cách ấn X. Còn ở đây là CV là cường độ lốt, tức là cái sự mạnh nhẹ của cái lốt MIDI đó. Ví dụ mình ấn nút đây giảm xuống cường độ, bạn có thể nhìn thấy cường độ nó giảm đi này. Thì khi mình ấn nút A, nó rất nhẹ, nhẹ tay. Đây là cường độ, đây là velocity nhé, cường độ lốt. Nhưng mà khi mình chọn V để tăng cường độ lên. Đó, thì bởi vì khi chúng ta sử dụng bàn phím thì nó sẽ không có thế nào, nó không có gọi là cái độ nhạy như kiểu MIDI controller. Chính vì thế là sẽ có các phần điều chỉnh kèm theo cho các bạn. Rồi tiếp theo là sẽ có các phần liên quan là chỉnh cao độ nhé. Cao độ là pick nó lên hoặc giảm nó xuống, ví dụ đây. Và ở đây nó có các phần điều khiển khác, tức là cái phần điều khiển liên quan đến controller, tức là cái phần điều khiển liên quan đến cái này của chúng ta. Đó, nó liên quan đến phần điều khiển này của chúng ta. Như bạn thấy ở đây này, nó có một số các nút bật tắt này này. Đó, thì ở đây nó cũng tương đương cái nút bật tắt như thế, bạn nhìn thấy không? Đó, tất cả cái này là cái phần điều khiển của nó các bạn nhé. Tắt đi, đó, tắt đi, bật lên, phần jumper của nó, đó. Ok, sau khi mình đã mang máng được một cái đoạn hợp âm đơn giản rồi, thì bây giờ chúng ta thu âm như thế nào? Bằng cách là chúng ta sẽ chọn vào cái trách nhạc đây, ok. Bây giờ mình ấn nút record như thế này. Tuy nhiên trước đó bạn đã bật chế độ metronome bằng cách là bạn ấn vào cái phần màu 1, 2, 3, 4 ở đây. Tuy nhiên là 1, 2, 3, 4 này nó sẽ đếm là 1, 2, 3, 4 và thu âm thì nó sẽ hơi nhanh quá. Bạn hãy đổi lại cái tempo của nó, cái nhịp của nó thành hai lần như thế, tức là hai ô nhịp, tức là 1 2 3 4, 1 2 3 4, và cách bạn chọn ghi đếm nhịp. Và đây thì lúc là khi bạn ấn thu âm nó sẽ đếm là 1 2 3 4, 1 2 3 4 hai lần và tiến hành thu âm. Ví dụ như ở đây mình sẽ
suy nghĩ xem là mình đánh cái gì nó dễ dễ tí. Đấy, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Đó. Đó, mình có thể mình thu sai rồi mình có thể xóa đi bằng ấn nút delete, hoặc là mình mở chuột phải lên mình ấn nút xóa như thế này. Đó, mình ấn delete vào là mình ấn nút xóa, và mình ấn nút error hoặc là mình ấn vào đây để mình tiến hành thu lại. Ví dụ mình thu âm được một cái đoạn này này rồi. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành edit nó như thế nào. Như bạn thấy là khi chúng ta tiến hành edit thì chúng ta phải chuyển sang hệ MIDI, tức là chuyển sang cái này, MIDI như này. Hoặc bạn ấn pick loop vào, ví dụ bạn đang ở trong cái giao diện mà điều khiển của cái nhạc cụ đó, bạn ấn pick loop vào đây. Đó, bạn sẽ thấy là wow, tất cả những cái thứ chúng ta làm ra nó bị trượt nhịp, hoặc là chúng ta bị làm sao đấy, hoặc là thừa nốt, thiếu nốt, thì chúng ta hoàn toàn có thể edit ở đây. Công việc đầu tiên thì có lẽ đó chính là chúng ta phải số hóa, tức là tiêu chuẩn hóa, tức là đưa nó về đúng khuôn nhịp của nó. Ok, mình thu này về và mình kéo lên này. Đó, đưa nó về và zoom nó ra như thế này. Ok, và bây giờ mình sẽ đưa nó về đúng khuôn nhịp, bạn thấy nó trượt không? Đó, mình bằng cách là mình chọn đây, ví dụ chọn 1/2. À, tuy nhiên chưa được các bạn nhé, mình phải ấn vào đây. Đó, ấn vào đây để nó phát sáng cái thanh này lên này, sau đó thì mình mới số hóa được. Đó, 1/2. Đó, bạn thấy nhìn tất cả mọi thứ nó chia về cái khuôn 1/2 và ấn Ctrl Z. Bạn nhìn thấy là đôi khi chia 1/2 một số các cái phần này này, chia 1/2 tức là cứ 1 đến 2 này nó chia thành 2 lần. Và nó bắt đúng vào 2 lần như thế, ví dụ ở đây. Chia thành đôi. Đấy, nó chia đôi nên là nó bắt đúng vào phần lửa đấy thôi. Nên là một số các phần như kiểu bên này nó sẽ không đúng. Bạn nhìn thấy bên này, nó không đúng. Vì thế chúng ta phải chọn cái gì ạ? Chia đúng, ví dụ ở đây. Đó, 1/8, bạn thấy là tất cả mọi thứ nó đúng vào khuôn không? Rồi ok, tiếp theo là chúng ta sẽ có phần chỉnh cường độ. Cường độ tức là khi nó bắt cái này này, nó có bắt chuẩn xác không? Tức là đôi khi chúng ta lại bắt chuẩn xác quá thì nó lại hơi kiểu hiểu nó không tự nhiên ấy. Còn cái việc mà chúng ta đây trả về không, tức là nó không bắt chuẩn, còn trả về đây nó bắt rất chuẩn này, thì đôi khi chúng ta đắt lệch tí, nghe âm thanh nó tự nhiên hơn, nghe hơi phô một tí. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có phần gì ạ? Phần liên quan đến chuyển cung. Chuyển cung tức là nâng cao tông, hạ cao tông, ví dụ như này, giảm xuống, đúng không ạ? Tức là cũng đánh nốt đấy mà chúng ta tăng giảm cái cao độ của nó. Và bây giờ quay lại. Rồi ok, thì đó chính là tao giảm cao độ của vùng, tức là cả đoạn này. Giả dụ bạn chỉ muốn chỉnh sửa đúng một cái phần âm thanh này thôi, ví dụ bạn muốn chỉ chỉnh sửa mấy cái nốt này thôi, thì nó sẽ chuyển sang phần nốt của chúng ta. Nó khác phần vùng nhá, vùng tức là chỉ toàn bộ, còn nốt là chỉ trong phần chúng ta chọn thôi. Ví dụ ở đây, nó sẽ chuyển vào nốt. Thì cũng tương tự như thế, nó sẽ có số hóa thời gian, tức là bắt đúng khuôn nhịp hay không đúng khuôn nhịp là một, cường độ của nó là như thế nào. Ok, thì đấy nó tương đương với nhau. Bây giờ chúng quay lại cái phần vùng này và chúng ta edit tiếp theo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe phần âm thanh của chúng ta. Đó, ví dụ ở đây mình đánh sai rồi, mình có thể zoom lên như thế này. Và khi bạn để chuột đằng trước này, bạn sẽ thấy nó có một phần co kéo này. Bạn co kéo về như thế này. Mình sẽ bỏ cái phần chế độ loop này đi và mình sẽ play từ đây cho nó dễ. Thường thường là bỏ loop đi thì chúng ta sẽ dễ dàng edit hơn. Ở đây có nốt thừa đúng không ạ? Chúng ta sẽ xóa nó đi. Ở đây ấn nút delete đi và ở đây chúng ta đang bị thiếu một lốt đúng không ạ? Chúng ta sẽ giữ nút option và kéo lên. Hoặc là bạn có thể mở chuột phải lên như thế này. Bạn sao chép và dán. Đó, thì nó sẽ đi di chuyển lên. Hoặc là bạn giữ nút option, bạn có thể có copy lên. Ở đây nó bị lệch đúng không ạ? Bạn có thể số hóa thời gian lại như thế này. Đó, cho nó chuẩn này. Số hóa thời gian, đúng không? Ấn Q. Ở đây có cài đặt sẵn rồi, bạn chỉ ấn Q thôi. Và đúng không? Ở đây ví dụ là mình thêm lốt. Ở đây mình bằng cách mình thêm lốt bằng cách là mình mở chuột phải lên, chọn tạo lốt này.
Đó, thì bây giờ mình muốn play về đầu thì mình lại phải di chuyển này về đầu như thế này. Thì theo kiểu đơn thuần này mình muốn nốt nhạc nó phải tèo tèo, vì mình có kéo co kéo này vào đây như này, co kéo này vào đây, tèo tèo tèo. Mình zoom càng xa lên thì mình càng nhìn rõ nốt nhá. Đó, cái này là có chức năng là nó tự tự động bắt điểm khi bạn di chuyển cái này, nó gần giống với cái này. Đó, khi bạn di chuyển gần giống gần vào cái cột dọc này thì nó sẽ tự động bắt điểm vào. Vì thế mình sẽ chỉnh sửa một số cái, ví dụ mình có thể là ấn nút nhỏ hơn. Ví dụ thế, mình sẽ kéo kéo này vào đây. Do mình đang sử dụng tay của mình và đặt lên cái bàn bàn cảm ứng của nó lên cái khả năng di chuyển chuột của mình nó hơi kém một tí. Ok, tiếp theo là ví dụ như là mình muốn là cái phần MIDI này, ví dụ nốt đầu tiên mình muốn cường độ nó mạnh hơn, ở đây nó sẽ còn cường độ nhá, và những cái nốt còn lại nó nhỏ hơn. Ở đây mình sẽ giảm cường độ của này đi như thế này, giảm cường độ của cái này đi như thế này, thì bạn sẽ thấy là ở đây thì nó sẽ nốt nó sẽ mạnh dần lên. Đó, nó sẽ tự nhiên hơn. Tất nhiên là phần cường độ này bạn cũng có thể mở cái gì ạ? Mở cái phần đây ra. Đó, ở đây ra nó sẽ có một cái bảng gọi là bảng điều khiển cường độ. Ngoài việc điều khiển cường độ, cái bảng này gọi là bảng automation, bảng control gọi là bảng điều khiển. Thì đây chính là cái bảng CC control, tức là bảng điều khiển. Thì ở đây sẽ có điều khiển cường độ nốt, điều khiển các cái tác vụ để các bạn tiến hành automation với các nhạc cụ của chúng ta. Điều khiển, ví dụ nhé, bạn nhìn thấy ở đây đây. Khi chuyển sang cái này này, bạn nhìn thấy ở đây có nút nút bell đúng không ạ? Bạn muốn là nó thay đổi tự động nút bell này như này. Để cho âm thanh nó uyển chuyển hơn, thì chính cái phần ở trong phần edit này thì ngoài việc là thay đổi cường độ ra thì nó sẽ có phần là thay đổi bell này, và hoàn toàn chúng ta có thể vẽ cái automation. Ví dụ như mình muốn là cái này nó thay đổi là như kiểu vậy đấy, chúng ta vặn đúng không ạ? Chúng ta vẽ vào đây. Đấy, vẽ vào đây. Vẽ vào đây như thế này. Từ 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 đây, kéo dài này ra và kéo này xuống dưới để các bạn dễ nhận hơn. Đó. Đó, bây giờ bạn quay lại cái phần vừa nãy. Đây, mình sẽ quay lại cái phần main này của nó, và bạn nhìn thấy nút bell này, nó sẽ di chuyển nhá. Ở đây mình sẽ đó. Đó, mình không phải điều khiển nữa, cái này gọi là automation các bạn nhé. Đó, chính vì thế phía dưới này chính là cái phần thay đổi cái automation, tức là cái CC controller của nó điều khiển từng cái núm vặn ở trong mục này. Tuy nhiên là cái phần liên quan đến cường độ này khác một tí. Cường độ tức là cái độ mạnh nhẹ của nốt nhạc, ví dụ mạnh nhẹ đây. Mình muốn nốt này nó mạnh lên. Đấy, mà nốt nốt bay nó mạnh lên, mình sẽ chọn tất cả nốt bay. Mình sẽ đưa nó mạnh hết lên như thế này. Đấy. Sau đó thì lốt ở phần này mình sẽ nhẹ nhẹ đi một chút đúng không ạ? Đấy. Thì mình sẽ được các lốt như sau. Đó. Ví dụ ở đây mình thấy tăng 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 ở đây đang đều đó. Ở đây lốt tăng 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 đang đều đó. Đúng không ạ? Mình muốn cái lốt này nó giảm xuống về mặt cường độ. Đó, thì thay vì chúng ta chuyển ở đây thôi thì chúng ta sẽ có một cái bảng mới chúng ta vẽ như thế này, nó cũng dễ tiện hơn. Nó sẽ thể hiện cái sức nặng nhẹ của ngón tay của các bạn để các bạn di chuyển. Đôi khi cái này rất tiện lợi khi các bạn muốn bản nhạc của bạn nó có sự tự nhiên nhất có thể. Việc lặng nhẹ của các nốt nhạc nó rất quan trọng trong cái vấn đề mình làm việc nhé các bạn nhé. Rất đều đúng không ạ? Nhưng đoạn sau các bạn thấy là khi chúng ta thay đổi cái cường độ nốt nghe nó tình cảm hơn, có nhấn có nhá hơn. Và bây giờ như này, giả dụ chúng ta thích đoạn này rồi, chúng ta muốn là cái này này nó copy ra, thì bạn sẽ chọn cái phần dấu đây, mình thu cái này để cho bạn nhìn rõ màn hình nhá. Bây giờ mình muốn copy đoạn này ra, hai đoạn này ra đằng sau thì như thế nào? Có rất nhiều cách copy. Cách copy đầu tiên là ví dụ như cái đoạn này nó giống nhau quá thì bạn có thể chọn cái phần mà ở bên góc là vòng lặp đây, loop. Đấy, bạn kéo ra thì nó sẽ sao chép y nguyên cái đoạn đầu tiên. Đó, cho bạn như thế này. Đó.
mình sẽ zoom nhỏ lại cái thanh này cho các bạn nhìn cho rõ. Đấy, zoom lại nhá, như này đó, kéo ra như thế này. Hiện tại mình đang dùng bàn phím ấy. Còn có loại thứ hai, loại thứ hai là gì? Loại thứ hai tức là copy paste, tức là bạn ấn nút option, bạn cầm chuột bạn copy ra như thế này. Thì cái này là một đoạn mới nhá, khác hẳn. Và khi bạn đứng vào đây này và bạn chọn nhịp điệu khác này, đấy nó khác đâu, tức là nó sẽ copy ra mới và bạn hoàn toàn có thể điều khiển và tạo một cái nhịp khác. Dù ở đây đoạn đầu nhịp khác, đoạn sau nhịp khác. Mình bỏ luôn lá luôn. Đó, thì đoạn đầu khác, đoạn sau khác, đấy chính là copy. Còn tất nhiên là dưới này là co kéo rồi, các bạn biết rồi đúng không ạ? Co kéo ra, co kéo thêm ra, co kéo thêm vào. Bạn sao chép option đúng không ạ? Bạn giữ nguyên chữ option. Bạn muốn đến đây và bạn muốn cắt đôi cái này ra, bạn mở chuột phải lên và chọn là, đó, tách dấu phát này. Bạn có thể mở chuột phải lên, bạn đổi tên vòng lặp, đổi tên vùng ấy. Ví dụ đây là web xui đúng không ạ? Mình đoạn B, ví dụ thế. Thì đó là một cái số các thao tác cơ bản với cả cái MIDI này. Tiếp theo là mình sẽ không sử dụng cái MIDI này, mình sẽ sử dụng một cái nhạc cụ bên ngoài. Bằng cách là bạn mở chuột phải lên, bạn sẽ tạo một cái dãy nhạc cụ mới. Ok, cũng là MIDI nhá. Ở đây, và bạn mở ra đây. Khi bạn sử dụng nhạc cụ mới thì bạn sẽ thấy là trong phần bay này thì nó có bay có sẵn, nhưng bạn không thích cái tiếng bay này lắm, đúng không ạ? Bạn muốn một tiếng bay khác thì bạn làm thế nào? Bạn vào phần nhạc cụ đây, ấn vào đây. Đó, vẫn vào phần mở cái phần điều khiển nhạc cụ này ra. Như mình nói là cái phần này chính là cái phần tiếng của nó đấy. Thì ở đây thay vì bạn chọn tiếng ở đây, bạn sẽ chọn đây, contact. Ví dụ như mình có một cái contact, mình pick nó lên. Rồi, đây là một bộ thư viện nhạc cụ ảo khác của một hãng khác thứ ba, mình cài thêm vào. Rồi, bây giờ ví dụ mình muốn tiếng bay này, kiểu một là chơi kiểu melody, tức là mình soạn nốt MIDI như vừa nãy mình cũng làm ấy. Và loại thứ hai nó sẽ chơi theo kiểu nhịp điệu, ví dụ như này. Đấy, mình cần tìm cái nhịp điệu có sẵn cũng được. Rồi, mình chọn disco cho vui đi. Nó sẽ lốt cái nhạc cụ ảo này vào. Đó, đây chính là cái giao diện nhạc cụ ảo đó. Thì cái giao diện nhạc cụ ảo này thì mỗi một cái nhạc cụ ảo khi bạn nốt vào ấy, nó sẽ có cái gọi gì ạ? Có một cái cách chơi khác nhau. Về cơ bản ở đây nó sẽ có các phần liên quan đến chọn là điệu này, điệu. Tại vì chúng ta đang chơi kiểu nhịp điệu và chúng ta chọn cái phần liên quan đến cao độ. Đó, điệu này. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ bật chức năng là cửa sổ và gõ nhạc lên. Giả dụ như là chúng ta bài của chúng ta vừa nãy là như này. Mình sẽ để đây đúng không ạ? Đấy, điệu. Tùy từng cái bài nhạc của bạn. Ví dụ ở đây mình sẽ ấn nút C để cho chạy vòng lặp nhé. Và mình ấn play. Mình nghe xem là có hợp không. Chắc chắn là không hợp rồi, vì chúng ta sẽ còn lựa chọn những cái điệu khác ở đây. Thì ngoài việc là các bạn có thể thu âm như vừa nãy, ví dụ như này, 2, 3, 4. Cái này rất là sướng ở chỗ là bạn không... Cái này rất là sướng, đó chính là chúng ta chỉ cần đánh một lốt thôi là nó sẽ chạy cái vòng lặp này. Nhưng mà tự nhiên nó đánh hơi fail rồi. Thì cách cái này, nếu mà chơi kiểu này hay nhất thì các bạn copy từ cái này xuống đây này, option này, copy xuống đây này, đó. Nhanh nhất luôn. Bạn chỉ lấy đúng cái khóa chủ của nó thôi mà, không cần phải lấy cái gì nhiều đâu. Ví dụ ở đây mình chỉ cần cái nút này thôi. Cái này vừa nãy của chúng ta là đây đúng không ạ? Ở đây thôi, ví dụ thế. Cao lên một chút. Mình ấn solo. Ở đây, như ở đây quy định là C1 là cái tiết tấu này, thì chúng ta sẽ chọn là C1. Ở đây chúng ta chèn một lớp C1 đây. Giả dụ nhá, bạn muốn đoạn này đánh theo kiểu C1 thăng như thế này. Đánh theo kiểu C1, ví dụ ở đây C1 nhá. C1. Nhưng đến câu thứ hai mình muốn trả nó về ấn option để copy đoạn thứ hai này, mình muốn nó đánh theo kiểu là lốt theo kiểu G1 đi, tức là cái điệu đánh nó khác nhau, thì mình chỉ cần làm như thế này là xong. Và tất nhiên là khi các bạn sử dụng bản nhạc bên ngoài ấy, thì nó cũng có phần bản điều khiển riêng của nó nhá, DI, volume, ambient tone. Tức là cái này thì mỗi loại nhạc cụ lại sẽ khác nhau nha các bạn nhé. Như vừa nãy mình đã bắt đầu mình nói. Rồi tiếp theo là do chúng ta soạn bằng nốt nhạc lên ở trong cái phần edit này của mình, đúng không ạ? Ngoài việc MIDI, chúng ta sẽ có một phần khác, đó chính là tổng phổ.
Đó, tức là bản nhạc của chúng ta, cái phổ nhạc của chúng ta như thế nào. Và bạn hoàn toàn có thể thế nào ạ? Edit load theo phổ nhạc của chúng ta. Đúng không ạ? Chọn load là load gì? Edit như thế nào? Chọn số hóa thời gian, quãng như nào? Tất cả mọi thứ nó hiện ra đây để các bạn có thể nhìn thấy. Đó, khóa nhạc. Rồi tất cả mọi thứ. Khóa nhạc. Đấy, thế cho nó căng thẳng đúng không ạ? Nhìn cho nó sai. Từ từ xem nào. Đúng rồi. Cái này thấp, các bạn có thể nhìn thấy là rất đơn giản là cái này nó đang bị cái khóa nó thấp quá đó. Khi nhìn vào khóa nhạc rất dễ để chúng ta phối khí luôn, chúng ta có thể dễ dàng nhìn được cái tổng phổ mà chúng ta edit lại, option shift ấn nút lên. Đó, để nhìn tổng phổ nó phải đúng đúng tí đúng không? Đấy, nhìn nó phải gần đúng rồi, cũng suýt đúng thôi. Bây giờ mình sẽ kéo cái này lên nữa. Để shift. Đó, thì đó là cách mà các bạn có thể sử dụng nhạc cụ ảo MIDI để tiến hành hóa thanh phối khí soạn nhạc trên cái phần mềm GarageBand này rồi. Thì ở trong video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn mixing với cái GarageBand này là coi như là tất cả mọi thứ xong hết đúng không? Và bye bye, hẹn các bạn ở video sau. Nhớ like, share, subscribe kênh channel của mình để xem nhiều clip nhé. Xin cảm ơn các bạn. Để ủng hộ kênh, các bạn còn tham gia hội viên, sử dụng dịch vụ và mua các sản phẩm trên kênh. Hiện tại, kênh cung cấp các khóa học từ lý thuyết đến thực hành, thu âm, mixing và mastering, các tài liệu phụ đề tiếng Việt đến từ các hãng nổi tiếng và nhiều sản phẩm khác. Đến với kênh hội viên, các bạn được nhận kiến thức tiêu chuẩn nhất do kênh FBA thực hiện với giá cả phải chăng nhất.